Má, nãy giờ tốn 50k rồi, gần như chỉ mới cùng mình một, trong khi người ta tốn 60k, người ta full mẹ cung mệnh. Mẹ cái này quay mỏi tay luôn á. Thề, cái này quay mỏi tay luôn, cái này mà không skip quay tới khuya. Cái này mà không skip là quay tới khuya. Rồi. Trước nè, con đầu tiên anh em. Con đầu tiên nhá. Rồi, quay ba lượt lẻ trước nhá, để cho đủ 10 tròn nhá. Quay Tôi lẻ thường chứ. là tôi quay cho nó tròn để dễ dễ tính đó. Quay ba lẻ nữa. Rồi. 10 lượt rồi nha. Tổng cộng là 10 lượt rồi. Tổng cộng là 10 lượt rồi đấy. Cái này tím mới skip thôi, vàng để lại thôi chứ. Chơi tím là skip nhau, mấy con 4 sao chắc full cung mệnh hết rồi. 20 đấy, full hết rồi nè, ba con này chắc full hết rồi. Chuyện hết rồi. Lượt 30 anh em, 30 anh em nhớ giùm tôi nhé, hồi nãy là 103k, nhớ xem là tốn bao nhiêu. 30 rồi, 40 nè. Chưa. Ôi, xin wheel. Năm mươi. Hiểu chưa? Còn xin wheel. 70. Vẫn chưa. Má, kèo này căng quá nhờ. 70 rồi. Đây 80 nè anh em. Mẹ 80 không ra, mẹ lấy lượt 90 hai con làm sao luôn cho căng. Ra rồi, 80 là ra rồi. Con đầu tiên nè anh em, thì mẹ ráng lấy con đầu tiên cho nó yên tâm coi. Lấy con đầu tiên về cho yên tâm nè. Ráng lấy con đầu tiên cho nó căng. Mấy hạt này xem chán hả? Cái này đâu phải quay một con đâu không? Full cung mệnh ấy. Quan trọng là tốn bao nhiêu để full cung mệnh. Xem là tốn được bao nhiêu để mà full cung mệnh thôi. Mấy ông kia toàn Mona kìa. Mà pha đầu tiên hơi bị toang rồi, đầu xanh rau muống à. Pha đầu tiên có vẻ hơi bị áp lực. Pha đầu tiên áp lực quá. Người chơi hệ đâu đã trở lại anh em ạ. Mà người chơi hệ lôi đã trở lại, mẹ pha đầu tiên hơi căng rồi nha. Để mà ha, pha đầu tiên hơi bị a đùi luôn á. Kevin cũng mạnh ba luôn rồi. Người chơi hệ lôi ơi, ông áp lực chơi hệ quá. lôi mặt cười. Rồi phát sau là chắc chắn ra rồi nè. Đặt này để đưa sớm nữa anh em, mẹ đầu 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 chương trình được mẹ. Nhân phẩm cao VL. Rồi, 80 lượt tiếp theo nhé. Lượt này chắn chắn ra rồi. Nếu mà ra sớm thì ngon. Nếu mà ra sớm thì ngon. 80 thôi. Đổi chỗ đi. Đen quá, chỗ này đen quá. Đổi chỗ, đổi chỗ, đổi chỗ. Đây mà nơi 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 này là nơi tôi tìm về mỗi khi mà tôi đen. Rồi, lần này chắc chắn ra rồi. Nhưng mà không lẽ là tới tốn 80 lượt hơi bị căng á. Ra thì ra sớm sớm nhá. Để mà cái này bảo lấy hiểm lấy lấy 100% rồi. lấy quy quy ra quay cho thêm, cầm quan hệ hỏa dập lửa. À, quy quy cho hơn nè. Đâu, quy quy đâu? Để từ từ tôi lên nóc luôn. Lên nóc quay luôn nè. Cho bé cờ ly vô nhá. Ôi có nổ luôn nè. Hay quá. Rồi, hồi nãy 10 lượt rồi đấy.
20. Mấy con 4 sao full hết rồi nhá. Ba mươi rồi. Ồ, hình quá. Hay rồi. Ra rồi anh em. Good job. Rồi. Tổng cộng là tốn thêm 40 lượt nữa. Rồi, ok, rồi. Bây giờ quay lại nè, bây giờ quay lại kèo thơm rồi nè. Bây giờ kèo lại hấp dẫn rồi anh em. Ra rồi, bây giờ kèo hấp dẫn rồi nè. 40 lượt ra là ngon. Thôi cái này tôi không dám nói gì nữa. Rồi, bắt đầu nhá. Bắt đầu 10 phát đầu tiên nè. Một con đầu tiên rồi. Cái này tỷ lệ 50-50 rồi anh em. Cái này cứ như cờ bạc vậy á. 20 rồi. 30. Chị bê đô, chị bê đô đi lạc. Má chị bê đô phá nó đi lạc. Năm mươi. Ô, Rezo anh em à. Rezo vừa đi lạc đấy. Sáu mươi. Má sao căng vậy ta. Ô, thấy căng ghê á. Căng phết á. 70 rồi. Wow. 70 vẫn chưa ra, hôm nay trò toàn là 80 không ta. Nãy mới 40 còn gì. Nãy mới 40. Rồi. Mong phát này đừng lệch nhá. Mong phát này đừng lệch đi. Mẹ lệch phát nữa là tốn kém lắm ấy. Phát này đừng lệch em. Phát này thì ra rồi nhưng mà mong là đừng lệch. Mẹ lệch phần này nữa khóc luôn. Là phần này nữa khóc luôn à. Má nó cứ bị lệch như này chết. Địch mẹ kiểu này thì địch mẹ hơn 100k luôn đấy. Đúng má. Không tới đâu mẹ bảo. Tâm lý thế. Lệch nữa rồi. Mẹ ơi lúc nó đi hết mấy cái hạt đầu tiên rồi đấy mà. Mẹ lúc đi hết mấy hạt đầu tiên rồi. Sao hôm nay nhỏ vậy? Sao hôm nay nhỏ vậy? Quy Quy này con bệnh mấy rồi? Để mấy con Quy Quy con bệnh mấy vậy? Quy Quy con bệnh 1 rồi. Đâu hay áp lực rồi đấy. Để mấy sao toàn là bị lệch rồi mới ra là sao chứ? Đổi Ganju ra hả? Ok cho Ganju ra nhá. Chú Ác vừa gửi một tin nhắn. Zết. Dên. Thấy toàn rồi đúng không? Thấy toàn rồi đấy đẹp mẹ. Ê Mr. Lee kìa. Mr. Lee hôm nay lên YouTube comment luôn kìa. Tay thúi quá man. Nhát luôn rồi nè mẹ. Đẹp mẹ nhát tay thật sự đó. Rồi làm lại nè. Tiếp tục là 80 nhá. À, pha này nó ra sớm nó vừa cứu, nó cứu được phát kia. Mẹ phát này toan thế. Đâu giờ tao chụp lần lại ra sao vẫn lời, nó mà ra vậy vẫn lời. Mười. Hai mươi. Ôi hên quá 30. Mà hên rồi. Hên em à. Địt mẹ hên quá lại cứu thua được rồi nhá. Gỡ là pha này lại gỡ là pha lại gỡ lại rồi đấy. Tính là pha này gỡ lại rồi. Ôi hên quá phát 30 ra. Gỡ lại được má. Được rồi đấy coi như quề nhá. Nãy giờ coi như quề ấy. Mẹ ra sớm thì cũng đỡ nè. Rồi mua 3 lượt nữa thôi. 30 lượt nữa thôi. Mẹ Will Cat thì mẹ phán kinh vờ lờ. Mẹ phán chi thánh. Phát sau mạnh dạn đoán Jin. Nói Jin. Má đừng nói tôi lệch nữa nha. Địt mẹ.
Lệch nữa là bị toan đấy, lệch nữa là lần sau là sao hết, hết gặp mặt tao Uhi luôn mệnh giá ấy. là Mona, nếu mà ra nếu mà lệch tâm mệnh giá là Mona. Đâu anh em đón đi, để mẹ ông hùng chó điên là để mẹ Jin đúng không, Will cắt Mona đúng không? Nếu mà lệch còn không lệch thì gì đó, đó gì mà chắc phát sao đéo lệch đâu, chẳng lẽ lệch khoai. Rồi bắt đầu nhá, phát 10 nhá, hấp dẫn quá nhờ, bắt đầu hấp dẫn rồi đấy. Để mẹ tôi bắt đầu tôi thấy vui trở lại rồi anh em à, thấy vui trở lại rồi, đừng lệch nữa để mẹ lệch nữa lại tôi. 20 nè. Ba mươi rồi mẹ, sao phát đầu tiên này mẹ cứ run run thế nào ấy. 40 50 má, nó lại ép tôi rồi em ạ. 50 vẫn chưa ra, nó lại ép tôi nữa rồi má. Nó lại ép tôi vô đường cùng rồi, địt mẹ pha này lại ép vô đường cùng rồi. 70 70 địt mẹ 70 ra đi. Chắc phải 80 mới. Má sao kỳ vậy ta? Má tao là 80 luôn. Má lại bị ép vô đường cùng nữa rồi. Tôi lại bị ép vô đường cùng rồi anh em ạ. À. Mẹ tâm lý quá nhờ, hôm nay xì chết mẹ rồi. Má toàn bị dồn vô đường cùng thôi anh em ạ. À. Bế tắc vậy. Mẹ 80 không ra luôn là khóc. Đi mẹ 80 không ra luôn thì mẹ không còn đường để mà cùng nữa rồi. 80 không ra thì 90 có khả năng ra hai con cao. Không lẽ, không lẽ đen vậy sao? Mẹ không lẽ lịch sử có lặp lại lần thứ ba hay không? Không lẽ lịch sử lặp lại lần ba? Mẹ thấy rất nhiều comment Jin Mona, Jin Mona, Kevin đi lúc các kiểu. Không, liệu không có lạch đâu. Liệu lịch sử có lặp lại lần thứ ba? Lần này khó lệch lắm. Ờ, Willcat phán là tôi yên tâm anh em. Willcat kêu lần này không có lệch. Willcat nói là tôi yên tâm. Jin. Jin chó rồi Jin. Mẹ hú hồn. Chó hồn. Ừ. Đâu. Đồ má. Sao tôi bị dồn vô đường cùng vậy trời. Sao cái tới 80 là lệch là sao trời. Má lạch đi lứt mà khóc cái gì. Thì đúng rồi, nhưng mà nên mẹ kèo này là kèo full quân mệnh nha anh Du mà. Nên mà từng đó nó kiểu gì chẳng full. Nhưng mà lệch là lệch lần 3 rồi. Quay gì đen vậy, địt mẹ. Nhưng mà lạch đi đi lứt thì lạch bao nhiêu lần cũng lệch, cũng ngon hết. Má riêng con này đi lúc. Ôi mà giỏi IT vừa lần đi. Không hiểu à, ma vậy chạy luôn. Nhà mình còn gì đâu, lịch sử lật lại lần 3. Má, nãy giờ tốn 50k rồi, Ganh Du chỉ mới cùng mình một, trong khi người ta tốn 60k, người ta full mẹ cung mệnh. Má, ỉa chạy vậy. Gần 50k rồi, Ganh Du cùng mình một. Không, tính ra IT phải chịu. Tính ra chủ ạc tin đoán trước hay, biết IT quay xui. Làm sẵn 100k. Mà ông U Huy kìa này, fan này truyền nước biển rồi. Được, mẹ thấy có lỗi quá anh em mình mẹ. Lịch sử lặp lại lần 3. Đâu, fan này, quan trọng là fan này có gỡ là được hay không nào. Fan này có gỡ là được hay không anh em. Sao đen dưới chữ. Biết đâu fan này 20-30 lần rồi. Ra ơi, cái lồ vẻ ơi. Nhanh dữ à. Địch phải 10 phát luôn. Gì? Gỡ lại rồi em, gỡ lại rồi. Gỡ lại rồi em ạ. Địch mày gỡ rồi nhá. Địch mày được chưa? Gỡ lại rồi em ạ. Gỡ rồi. Ok. Lại vui. Tôi vừa mới nói xong cái là ra. Ôi đang lót dép của mình sao chưa nghe đi. Mà đại lúc có lý quá. Ghê thiệt á, địch mẹ. Đúng kinh luôn à, lệch 3 lần gỡ 3 lần. Lệch 3 lần gỡ 3 lần luôn. Lệch là gỡ, lệch là gỡ quá trời ngon. Ôi tính ơi. Quay vậy lời hình nhiều đúng ôi, không? Tính này ra vậy ngon á. Địt mẹ. Tính này ngon vậy. Tính ra là 90 lần ra được 2 con năm sau. Ờ ngon rồi. Tính ra nãy giờ vẫn chưa lỗ á. Chỉ là lâu thôi. Rồi, bây giờ bắt đầu lại chơi lại lần nữa nè anh em ạ. Chơi lại lần tư nè. Quan trọng là lịch sử có lặp lại lần thứ tư hay không. Gỡ hết rồi đấy. Còn chơi là còn gỡ, ừ đúng kiểu cờ bạc luôn. Rồi, còn chơi là còn gỡ mà. Không chơi là thua. Đúng rồi, không chơi là thua.
Người chơi là người thắng. Rồi, tiếp nhá. Ồ, mình được 3 con rồi đúng không? Mẹ thiếu tới 4 con nữa em ạ. Má. Má, chặng đường còn dài và color luôn ạ. Chặng đường dài vậy. Rồi, tính tiếp. Được... 10 phát đầu tiên đó anh em. Được 6 con rồi nếu mà không lại quét. Tôi chỉ sợ nó rớt 2 con game vô. Tôi chỉ sợ nó dồn vô tôi vô đường cùng thôi. IT đang đưa ông Uhi đi đến những thăng trầm. Vừa mới đầu tiên xong lại vừng đúng không? Những thăng trầm cảm xúc. Từ để tôi tí. Hai mươi rồi nhá. Ba mươi. Bốn mươi. À, pha này tôi có lại có điểm bị dồn anh em ạ. Năm mươi. Mà pha này lại 80. Đủ ạc đi chuyển nước biển mẹ rồi. Rồi tôi cũng sốc lắm rồi thì. Đang mong chờ cùng mình sát đi chơi. Má cảm xúc vậy. Trời ơi lại bị dồn vô đường cùng rồi em ạ. Lại lượt 80 rồi. Lại lượt 80 à. Rồi lại bị dồn vô đường cùng. Liệu là lịch sử có lặp lại lần thứ tư anh em. Mười mấy quá nhất tâm ạ. Cùng có điểm. Cùng có điểm. Lại lần này lại bị dồn anh em ạ. Lần này lại bị dồn. Á, miễn phải dồn như này sợ vậy. Má đừng nhá, thì mà tôi gỡ lần 3 là tôi cũng mệt lắm rồi. Tại bị đau tim nữa. Gỡ lần thứ 3 là tôi cũng đau tim lắm luôn rồi. Đừng chứ, địch mẹ lần 4 là chết. Mà tim tôi đập còn nhanh hơn cả Ung Huy nữa. Không biết tiêu Ung Huy như thế nào nhưng mà tim tôi đập nhanh vậy. Ung Huy giờ chuyện nước biển này đập đéo rồi nữa. Chuyện nước biển. Sắp tới rồi anh em ạ. Sắp tới rồi. Lôi thần đấu. Lần tư. Mẹ ra pha này cho tôi yên tâm đi. Chứ thì mẹ nãy giờ là tôi chưa có lời được phát nào á. Yes. À, ra rồi. Pha này không bị lệch nha anh em nhé. Pha này không bị lệch nhé. Ok, ba con nữa anh em ạ. Ok, được một pha rồi. Ngon, tiếp. Ba con nữa. Ngồi như đây chắc đủ nữa. Như. Rồi, chơi lại từ đầu nè anh em. Ba con nữa nhá. Ba con nữa. Giờ bắt đầu chơi lại từ đầu nè. Pha sau bù nha. Mà không lẽ bù trước bù sau à. Mẹ pha này bây giờ bù nên em bây giờ phải ra sớm. Mẹ bây giờ làm phát 30 nữa là lời. Ăn đậm luôn, pha này ăn đậm luôn nè. 30 là lời. À. 40 rồi. Ôi 50 rồi má, cứ thà mình lệch nha, anh em để ý không? Nếu mà mình lệch ấy thì mình quay cỡ 30-40 lần là nó ra sớm cho mình à. Còn mình không lệch thì nó bắt mình quay nhiều vãi lờ luôn á. Địch mẹ 50 rồi, 50 vẫn chưa ra. 60 nè. Vẫn chưa, địch mẹ lại bị dồn nữa rồi. Pha này lại bị dồn rồi. Pha này lại bị dồn cho đường cùng nữa rồi. 70 đi, làm phát 70 đi. Má bị dồn thiệt luôn á ta, nó dồn toàn dồn tới lượt 80 thôi. Để mẹ chị video nữa anh em. Video này không biết cung mệnh bao nhiêu luôn rồi đó.
Gỡ tiếp mà. Má 80 tiếp rồi. Lại nữa rồi. Kèo lại căng rồi. Kèo lại căng nữa rồi. Kèo này lại căng em lại bị dồn vô đường cùng. Zin. Gì nữa ba. Mẹ. Khách của ông đấy. Để mẹ khách của ông đấy. Hello em NHIT Gaming. Chào shop Genshin. Chấm info nhá. Rồi xong. Mà búp lúc. Búp lúc pha này đẹp mẹ đềm vãi lồn luôn. Mà búp lúc pha này đềm vãi lồn luôn. Rồi. Mới Genshin. Cũng mới búp lúc xong. Bắt đầu nè anh em. Mẹ tao đéo muốn gỡ đâu, để mẹ ra ra luôn đi, đừng gỡ, để mẹ gỡ áp lực lắm. Thà ra ra luôn đi. Còn thiếu 3 con đúng không nhờ? Thiếu 3 con hay 2 con? 3 hay 2 nhờ? 3 con. 3 con nữa hả? Yes. Hay quá, địt mẹ. Ổn hơn rồi đấy, ổn hơn rồi đấy. Rồi 2 con nữa thôi. Ổn hơn rồi anh em à. Có vẻ như đã ổn hơn rồi. 2 con nữa thôi. Ổn hơn rồi đấy. Có con gì nhiều thằng để chơi rồi. Rồi, tiếp tục nhé, bắt đầu lại từ đầu nhé. Shop búp lúc, ừ, shop búp lúc. Không chết anh em, pha đó sao chết được. Ờ, ơi, hồn. Ngon quá rồi cây cây. Cảm ơn nhá. Cảm ơn shop Genshin chấm info nhá. Mà nãy giờ nhá, tôi chỉ có khi nào tôi lệch ấy thì nó mới ra sớm thôi, còn không lệch thì mẹ toàn là ép tới được 80 mới ra. Khúc này thật. Ok, tôi tin ông. Tin tưởng mình quay ra sớm. Ok, tôi tin ông thôi chứ tôi không tin tưởng tôi. Tôi tin ông thôi chứ tôi không tin tôi. Rồi. Mỗi người cho mình xin một like nha mọi người. Mỗi người cho mình xin một like búp lúc nha. Anh em búp lúc cho mình một cách cho một like nha. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh cho mình xin một lượt đăng ký kênh luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nhé. Những anh em nào mới xem kênh của mình lần đầu á, mọi người cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé. Chứ tôi đen lắm rồi anh em. Anh em búp lúc cho tôi bằng một like với một đăng ký kênh đi để mẹ đen vãi lờ. Quên skip anh em, skip không kịp. Rồi, bắt đầu skip nào. 20 rồi, đã 20 rồi mọi người. Hay quá. Đấy tôi nói mà. Đăng ký kênh và like đi em ơi. Đăng ký kênh và like nhá. 30 lượt, 30 lượt đừng mà. Hay vậy. Hay vãi luôn ạ. 30 lượt. Đấy, lần sau gacha phải kêu tôi vô tôi phán cho nên ring nhá. Ờ má ông Will cắt phán kinh vậy anh em được vậy. Will cắt phán kinh vào lò luôn ạ. Bất lúc ghê vậy. Đi cổ vũ mạnh cho IT đi để lấy động lực à nhầm động lực mũ mũ. Cảm ơn sếp Genshin chúc cơm nhá. Ôi thôi pha này đừng lệch, pha này phải lời chứ. Pha này mà ra luôn là lời hay bị nặng đấy. Pha này phải lời nhiều. Ok lại tiêu lại tin Will cắt ạ. Pha này lại lời anh em ạ. Ê nhưng đưa tính rằng mà pha này nếu lọt thì vẫn không sao đúng không, mới 30 lượt nhiều. Vẫn lời. Cái này là mình lời trước ạ, pha này lời trước. Yes. Hay quá. Một con nữa đúng không, một con nữa đúng mọi người. Một con nữa thôi đúng không. Một con nữa. Ok. Một con nữa giờ, kể cả giờ có lệch vẫn dư. Đúng rồi, giờ lệch vẫn dư. Dễ vậy. Mẹ pha đầu mấy cây, những pha đầu những pha cây đó anh em. Thiệt không á, thiệt là dư không á. Dư. Phải đổi 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 cái kia mới dư á, chứ mà còn 12k mua đủ rồi đúng không. Tin tôi 16k. Tao cái này chắc chắn là ra rồi, dư 12k kìa. Ok ok. Đây, pha này liệu như nào nè. Con cuối cùng full cung mệnh nha mọi người. Con cuối cùng full cung mệnh nhá.
Búp lúc đi anh em ơi. Nhiều khi đợt này nó 50 lần nó ra là xong. À ok, Will Cut 50 lần đúng không? Lần này Will Cut nó 50 lần đúng không? Ok, lại tin Will Cut. Lại tin Will Cut rồi. Kèo bắt đầu nhẹ rồi anh em à. Kèo bắt đầu nhẹ bớt rồi. Đỡ bị áp lực rồi. 20. Ba. Bốn. Người ta có 60k full mà IT quay một phát 90k. Hơn 30k mới full, ma khốn nạn. 30k mình lag ray nhiều quá. 40 rồi. Thằng Andy nó quay nó đâu có lệch rơi phát nào đâu. Ừ không lệch phát nào luôn á. Cái phát ổng lệch ra quy quy là ổng ra kèm thêm con Ganh Du nữa. Kinh vậy là. Rồi lượt 60. Chưa luôn. Đi vô búp lứt kìa. Ganh Du ai cho Diu 70. Lại bị dồn rồi. Đâu quá. Má, tôi cứ tưởng nhẹ nhõm mà lại bị dùng pha này nữa rồi. Pha này lại bị dùng 80 rồi. Chụp mẹ mấy đô bây giờ, pha này ông phải hô Ganju ai châu diệu. Đó, nó ra. Pha này lại bị dùng rồi anh em. Ca khuôn cũng bị xấu mà. Không tin thì gửi clip cho mà coi nè. Khổ quá, mấy ông. IT phá kỷ lục 100k má. Pha này mà lọt đúng là phá kỷ lục 100k thiệt ấy. Nghèo. Trời thôi đấy, Ganh Du. Ganh Du. Ganh Du. Pha này cũng 50-50 đó anh em. Pha này 50-50 á. Mấy ông kia cứ Pikachu ai châu Diu được sao, đậu xanh. Pikachu là con gì? Cái Wing á. Ok. Pikachu. Vẫn chưa tới 100k nữa mà. Đẹp mẹ vẫn chưa tới 100k, 90k thôi. 90k thôi. Ra rồi. Tốn 90k rồi. 90k mới ra. Ngon rồi. Má hồi nãy mấy bắt đầu tiên á tôi áp lực vậy, tôi cứ sợ mấy cứ mỗi lần một pha lệch, một pha ra tôi sợ vậy. Má tôi sợ hơn 100k mà không ra má đúng đen luôn ạ. À. Tốn 90k đó anh em. 90k nguyên thạch full cung mệnh. Full cung mệnh Ganh Du. Thêm được 3 con kia nữa. Ra thêm 3 con lệch ray nữa. Hồi nãy lệch Wii đi lúc cùng mình một nè, hơn hồi nãy là tính ra lật ra con đi lúc ngon đúng không? Lật ra con đi lúc cùng mình một ngon, ra được con đi lúc ngon, ra con quy quy cùng mình một với lại lật ra thêm con Kevin, lật con Kevin. Không có rồi, qua gì nữa? Kevin 3 luôn á, hồi nãy em lật Kevin 3 luôn á, Kevin 3 là nó tăng 3 cấp cho quy nhỉ? Ngon nhỉ? Ở tính ra lật cũng ngon phết nhỉ? Lật ra 3 con ngon phết đấy chứ? Ừ, 90k được 9 con 5 sao à. 9 hay 10. 7 3 ơ 10 con. 10 con chứ. Ấy đúng rồi. 10 con 5 sao lận. 90k 10 con 5 sao. Ác này có cung rồi, nhưng mà nó là cung đấy sao ấy, cánh trên không ấy. Ừ, ổng đâu cần lấy cung đâu đúng không? Rồi cái này đổi được con gì. Rồi. Em bảo cứ lên xem. Còn 112 lượt trong này nữa nè anh em. 500 mấy điểm ở đây nữa nè. Để CAO chơi. Rồi, ok. Kèo này 90k. 10 con 5 sao. 7 con Ganh Du, 1 đi lúc, 1 quy quy, 1 Kevin. Mẹ kèo này lúc đầu rung vậy, hơn là khúc sau không lệch pha nào luôn. Thôi, 3 con sau không lệch con nào cả. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me even if it's fake.